Thưa quý vị, chiều qua 11 tháng 4, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn công tác đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác nước ngoài đầu tiên trên cương vị mới. Chuyến thăm Lào của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã góp phần tạo sung lực mới cho hợp tác giữa hai nước trong năm 2023 trên tất cả các lĩnh vực trọng yếu từ chính trị, ngoại giao đến an ninh quốc phòng, kinh tế, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa, thể thao, du lịch, trên cơ sở triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao của hai đảng, hai nước. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chọn Lào là nước đầu tiên đến thăm ngay sau khi đảm nhận cương vị người đứng đầu nhà nước, thể hiện chính sách nhất quán của ta luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam Lào. Chuyến thăm của Chủ tịch nước cũng diễn ra đúng thời điểm nhân dân Lào chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bun May, một ngày lễ lớn và thiêng liêng nhất của đất nước Lào. Điều này cho thấy tính chất đặc biệt của mối quan hệ Việt Lào, mang đến nhân dân Lào những tình cảm sâu đậm, nồng ấm của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam nhân dịp đầu năm mới Phật lịch 2566. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân các bộ tộc Lào đã dành cho Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sự đón tiếp trọng thị và chú đáo, cùng với tình cảm nồng hậu và thắm tình đồng chí anh em. Chuyến thăm Lào của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng diễn ra trong khoảng 30 giờ đồng hồ, gồm 18 hoạt động khác nhau, đạt được nhiều kết quả cụ thể, toàn diện. Về chính trị, hai bên tiếp tục khẳng định quyết tâm không ngừng củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào nói chung cũng như quan hệ gắn bó và tin cậy ở mức cao nhất giữa lãnh đạo cấp cao hai nước nói riêng. Lãnh đạo hai nước cũng đã nhất trí cao về các biện pháp để tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao hai đảng hai nước, góp phần tạo động lực mới thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ Việt Nam Lào trong thời gian tới, nhất là trong các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, du lịch, giao lưu nhân dân. Trên cơ sở đó, hai bên nhất trí phối hợp triển khai hiệu quả thỏa thuận giữa hai bộ chính trị Chiến lược hợp tác Việt Nam Lào giai đoạn 2021-2030 và Hiệp định về hợp tác song phương Việt Nam Lào giai đoạn 2021-2025. Nhân dịp này, hai bên đã ký hai thỏa thuận hợp tác quan trọng trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Trên cơ sở phát huy hiệu ứng tích cực của năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam Lào 2022, hai bên nhất trí đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử quan hệ gắn bó đặc biệt Việt Nam Lào để từ đó thấy rõ trách nhiệm cùng nhau không ngừng vun đắp, gìn giữ mối quan hệ thủy chung trong sáng có một không hai giữa hai đảng, hai nước. Lãnh đạo hai nước Việt Nam Lào đã cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ ASEAN, cùng nhau giữ vững đoàn kết, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định Việt Nam sẽ tích cực ủng hộ Lào đảm nhận thành công các trọng trách quốc tế trong thời gian tới, trong đó có vai trò Chủ tịch ASEAN 2024 và tổ chức hội nghị cấp cao quốc hội ba nước lần đầu tiên giữa Campuchia, Lào, Việt Nam dự kiến vào cuối năm 2023. Trong khuôn khổ chuyến thăm, chủ tịch nước đã gặp gỡ và nói chuyện với đại diện cộng đồng người Việt và doanh nghiệp ta đang sinh sống kinh doanh tại Lào, kịp thời động viên cộng đồng vượt qua khó khăn, nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực đóng góp vào công cuộc phục hồi và phát triển kinh tế xã hội hậu đại dịch Covid-19 của Lào, cũng như góp phần vun đắp tình hữu nghị đoàn kết Việt Nam Lào. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước Lào cũng nhất trí sẽ tiếp tục quan tâm, có cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Lào không ngừng ổn định và phát triển. Chuyến thăm chính thức Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng đối với việc không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam Lào.